Xin chào các bạn, mình là Nam Air. Bữa trước mình có viết bài đánh giá phim Star Trek Into Darkness và có tặng hai món quà là bàn phím với lại cái loa. Xin lỗi các bạn là bữa nay mình mới nhận được hai món quà đó do mình đi công tác xa mới về. Thì bây giờ mình xin tiến hành bốc thăm. Mình bốc thăm và bắt đầu từ số 2 cho tới số cuối cùng là 745 thì phải. Không? Thì bài của mình là bài 746 thì bài cuối cùng chính là bài 745. 745 bây giờ mình sẽ nhấn hai lần. Một lần về là số 486, bạn sẽ trúng cái là 2, 70, hãy xuống bàn phim từ tôi. Xin cảm ơn các bạn.